Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn setup con tóc cần Luna để có cơ hội nhận airdrop hoặc là IDO sắp tới của nó nha các bạn. Thì đây thì mình không có khuyến khích các bạn làm các bạn. Bạn nào muốn làm theo mình thì làm. Rồi, thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần lấy phần link mô tả dưới video của mình download về một cái ví là Terra xanh này các bạn, và mình có cái video hướng dẫn tạo ví các bạn. Để setup được thì các bạn cần phải có một con tóc cần là Luna nha các bạn. Thì con tóc cần Luna này thì mua đâu thì các bạn lên sàn Huobi nha các bạn. Min gốc nó có là 1.0002 Luna các bạn. Còn các bạn mua trên sàn Binance là min gốc tới 5 đồng. Hoặc là các bạn có thể mua sàn OKX cũng được nha các bạn. Thì mình hướng dẫn các bạn nạp các bạn, mua các bạn. Thì các bạn nạp vào UDT đây nè các bạn. Rồi, các bạn nạp địa chỉ USDT hoặc TGC20 hoặc EC20 hoặc là địa chỉ HECO nè bạn. Sau khi nạp vào xong thì các bạn vào một chain nè các bạn. Khoan. Một giao dịch chứ. Rồi các bạn vào một giao dịch, các bạn tìm kiếm là cái chữ Luna hoặc là USDT các bạn. Hiện tại lên 37 đô nè. Thì các bạn có USDT thì các bạn mua vào con Luna nha các bạn. Thì cái dòng này thì giá nè các bạn, còn đây thì bạn mong mua có bao nhiêu thì bạn mua 100% hoặc là 50% 70% cho, rồi bạn mua vào các bạn. Sau khi mua vào thì nó sẽ về cái đồng là Luna cho các bạn nha các bạn. Sau khi có cái đồng Luna thì các bạn rút thôi các bạn. Để mình kiếm một rút thôi. Rồi các bạn bấm vào một rút tiền nè các bạn. Các bạn gõ tên em là Luna nè các bạn. Rồi, địa chỉ với Luna thì nó có hai chuỗi, một chuỗi Luna và là và một địa chỉ với HECO các bạn. Các bạn rút địa chỉ HECO rồi đi mất tiêu đó. Thì các bạn copy địa chỉ Terra xanh của mình nè các bạn. Các bạn vào một cài đặt nè. Rồi các bạn copy địa chỉ ví này nè các bạn. Nha các bạn. Rồi các bạn mở đi sàn Huobi ra nè. Rồi các bạn dán địa chỉ vào đây nè. Rồi cái dòng này thì các bạn bỏ ngay ta các bạn. Còn chọn chuỗi này thì các bạn chọn là Luna. Phí rút là 0.0002. Thì min rút tối thiểu là các bạn rút từ 1.1 hoặc là 1.2 các bạn. Các bạn rút dưới 1 tóc cần Luna thì các bạn sẽ mất đó các bạn. Rồi các bạn rút tiền thôi các bạn. Rồi các bạn bấm vào một rút tiền thì nó sẽ gỡ về cho các bạn một cái mã SMS thì các bạn xác nhận các bạn. Rồi sau khi rút vào sàn Luna xong thì về với Terra của bạn xong thì các bạn bấm vào vô cộng nè. Dấu này nè các bạn. Ủa sorry các bạn. Các bạn bấm vào vô cộng nè các bạn. Các bạn tìm gõ từ khóa Luna nha các bạn. Rồi các bạn bấm add vào thôi các bạn. Sau khi add vào xong thì các bạn sẽ có được 1.4 tóc cần Luna các bạn. Mình hướng dẫn các bạn đi setup nha các bạn. Thì các bạn bấm qua setup king. Rồi các bạn chọn cái đồng là Ori Money nè các bạn. Đây thì có hai mục. Cái mục đi setup và cái mục quýt dao các bạn, một gút và một setup. Các bạn bấm vào mục này nè. Rồi các bạn muốn setup bao nhiêu thì setup, mình setup 0.1 đi các bạn. Rồi các bạn bấm next nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào confirm nha các bạn, figa. Rồi các bạn nhập vào mật khẩu của tất cả các bạn vào các bạn, mật khẩu ví các bạn khi tạo đó. Rồi tất cả các bạn bấm vào đi xanh các bạn. Để đi setup các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi đây chỉ ok là xong rồi, mình lưu luôn đi. Rồi bấm ok nha các bạn. Để mình qua coi mình còn bao nhiêu. Là mình còn 1.3 nè các bạn. Rồi bạn qua sẽ tắt tiếp tục các bạn. Rồi các bạn lướt xuống các bạn tìm một con nữa các bạn. Mình săn airdrop chứ IDO nữa các bạn. Pha các bạn chạy xíu các bạn. À con Anden Protocol nè các bạn. Con này thế nào không có airdrop nữa nè các bạn. Rồi các bạn cũng làm tương tự các bạn. Rồi các bạn setup vào không của khoảng 0.05 đi các bạn. Hoặc là 0.1 gì tùy các bạn nha các bạn. Mình là 0.1 đi. Rồi. Nếu các bạn nào ít thì các bạn có thể setup là 0.004 hoặc là 0.3 cũng được các bạn. Vì mình setup đây luôn đi. Mình kiếm lãi luôn. Rồi các bạn net nè. Không có bao nhiêu chứ các bạn. Rồi các bạn confirm tiếp tục nha các bạn. Rồi các bạn nhập password mình vào các bạn. Rồi các bạn bấm vào đây nè các bạn.
Để chữ subscribe là xong các bạn, bấm ok các bạn. Tiếp tục các bạn lướt xuống các bạn tìm một con nó giúp mình nha các bạn. Rồi con tê ra quanh nè các bạn. Rồi các bạn cũng sẽ tách tiếp tục nha các bạn. 0.1 tiếp tục nha các bạn. Rồi các bạn bấm nét nè. Rồi các bạn bấm complete nè. Các bạn cũng nhập password mình vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm stay nè. Hiện tại chưa có iGop chính thức nhưng mà mình sẽ tìm hiểu theo thông tin tìm hiểu của mình thì sau này ba con này sẽ có iGop nè các bạn. Rồi các bạn bấm ok nha các bạn. Khoan các bạn để mình lướt xuống mình tìm nữa các bạn. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn các bạn sẽ tách bằng. Rồi nếu mà các bạn còn số dư con Luna ở đây thì các bạn có thể rút withdraw các bạn. Thì các bạn nhấp vào Luna nè. Các bạn có thể rút về sàn Binance các bạn. Thì bạn mở sàn Binance nè. Trước khi vào dự án này thì các bạn nên đọc điều khoản nó cẩn thận các bạn, để các bạn nạp và ấy là mắc coi của tất cả các bạn nha bạn. Các bạn tìm chữ Luna nè. Qua deposit chứ mình sẽ đi các bạn. Đi deposit nè. Các bạn tìm kiếm chữ Luna nè. Rồi MU. Ở đây thì nó không có để là min nạp bao nhiêu nữa các bạn. Ở đây thì nó không yêu cầu các bạn gửi bao nhiêu lên sàn Binance cũng được các bạn. Thì các bạn copy địa chỉ wallet này nè. Các bạn dán vào đây nè các bạn. Mình hướng dẫn các bạn rút luôn cho các bạn. Vì đây là cái giấy mới nên các bạn khó hiểu. Rồi ở đây thì các bạn chọn số lượng nè. Ví dụ như bao nhiêu thì các bạn điền vào nè. Ví dụ như 1 đi. Rồi memo này thì các bạn copy cái memo này nè các bạn. Rồi rồi các bạn dán vào đây các bạn bấm nét thôi nha các bạn. Rồi các bạn nhập mật khẩu rồi xong nha các bạn. Thì mình các bạn trước khi làm dự án này sẽ tốn rất là nhiều phí nên các bạn cân nhắc các bạn. Mình cũng không có khuyến khích bạn nào làm hết chứ. Bạn nào muốn làm thì làm. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.